Cảm ơn mẹ. Cảm ơn ai? Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn. Happy birthday Sophie. Không mở quà rồi, ba trước. Mở quà trước. Đây không biết là gì. Sao biết là gì? Nói gì vậy? Nó nói. Ông chào con bà cô chú hả? Ờ, xin chào bà cô chú các bạn. Bây giờ là sinh nhật con đó. Hôm nay sinh nhật con. Ừ, bữa nay ở nhà khui quà trước rồi ngày mai đãi tiệc sau ha. Mai khui quà nữa ha. Để con mới biết làm màu gì đó. Màu gì? Màu nâu màu đen. Màu nâu màu đen. Trời ơi, cái này nhỏ hơn năng. Thích giữ thằng không? Con hút cái watch tay giữ không thấy đâu. Sao tôi thui vậy trời? Mỹ Nhâm ngồi ngay cái cửa sổ nó thui à. Trời ơi, có hai giống nhau, hai giống nhau. Thấy không? Cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại, nó giữ hình thằng. Nó dễ thương lắm hả? Giữ hình giữ thằng. Rồi để cho nó bú đi. Để vô cho nó bú. Nghe vô. Thấy bà ngoại tâm lý không? Magnet. Nào đưa cho ông bà cô chú coi coi. Nào đưa cho ông bà cô chú coi coi. I love it. Hả? Đưa cho ba coi. Dữ dằn không? Nó dữ dằn lên trời ơi, cái nguyên bầy mèo con nữa nè. Bà ngoại. Vậy hả? Tao đồng hồ có đeo không? Cái này đồng hồ không? Bà ngoại tâm lý không? Bà ngoại mua đồ chơi nè, thấy chưa? Là con trai đó. Thích không? Cảm ơn ba chưa? Trời ơi, nó lên bàn nó ngồi luôn rồi kìa. Ngày mai là khu quà nhiều lắm nè. Ngày mai. À tại nhiều người. Mèo chuẩn bị đồ ngày mai sinh nhật Tia nè. Bà hãy nhớ hồi nữa con đi tắm. Nó leo lên bàn nó ngồi luôn. Ngồi tắm hả? Là hồi nữa đi tắm nằm đâu. Seven. Is there a wick in here to burn? Yeah. Someday. Okay. Rồi, sinh nhật ai? Con nào? Không bạn. Em ngủ. Tắm rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ cho Sophia. Ê Sophia nghe nè. Năm nay đừng ướt em bé nữa nha. Ướt hả? Đừng có cầu nguyện em bé nữa. Cầu nguyện hả? Là wish á. Con có hôn nè. Ý mẹ nói năm nay đừng có wish có em bé nữa nha. Con không làm. Chứ mẹ mệt rồi đó. Chứ hồi năm gọi là wish là có baby mua, là mẹ. Con chỉ mua tất cả. Ôi, ê, cùng cái màu luôn kìa. Đẹp dưới thái. Em ngủ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sophie. Happy birthday Sophie. Cầu nguyện không? No more baby. Wow, 3 hours. Yay! Thế mày cầu nguyện gì vậy? Không nói. Bí mật. Rồi, kêu ba lấy cái dao em cắt bánh kem. Lucy nó enjoy nữa kìa. Lucy nó lên ăn sinh nhật với Vi nữa kìa. Nhìn mặt nó kìa, lên ghế ngồi đàng hoàng kìa. Hoàng ha. Quay nhá Lucy. Cho miếng ha. Dạ bố. Lấy dĩa lấy ra. Lấy dĩa cho lấy cắt bánh kem cho Phi ha. Giúp. Ngon không? Ngon. Mời bà cô chú ăn bánh kem. Mời bà cô chú ăn bánh kem với con.
Mấy tuổi rồi trời? Mấy tuổi rồi gái? 7. Con 7 tuổi. Con 7 tuổi. Không chạm nó đi không? Con 7 tuổi. Đây hồi sáng giờ là mẹ Sophia Lobo là làm cơm chiên, cơm chiên trứng, tại vì có một số người họ không ăn được tôm á, với lại hải sản chiên không có tôm. Đây là bánh tằm bì em Trang hôm nay làm đây, bánh tằm bì khoai mì á cả nhà. Đó bây giờ đi làm thêm nước cốt dừa nữa, mình đã mới rứa mè lên rồi. Trái dưa hấu với hai trái dưa lưới, với hôm qua có hai trái, có một trái mít, với một ít dâu nữa, làm trái cây. Đây là mình có làm mà bánh lọt. Đây là cái đây là nước đường. Rồi mình chuẩn bị mình vô hộp mình đi, có gà, có gỏi, có chả giò mình ướp để nướng sốt teriyaki. Còn cái này là cái sốt mà để mình làm gỏi đu đủ. Đu đủ thì cha Viu bưng xuống rồi. Đậu phộng, thêm bịch nho nữa. Đây là hai bịch chả giò. Đây là bánh lọt với lại xương sáo, nước cốt dừa, đường, thốt nốt, gừng. Xong mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ lên đường đi thôi. Mới biết nhà bà Năm không? Hả? Chị Ngọc hả? À chị Nhung hả? Ừ. Chị không biết nhưng có địa chỉ. Có địa chỉ là chạy tới được hả mẹ? Được mời ăn sinh nhật. Hôm nay là chơi nhật về nhà chị Tâm. Cho nên giờ mọi người đang chuẩn bị mời khách 5 giờ. Bây giờ trời ơi gần 5 giờ rồi má ơi. Chị Trang dễ lưu bu quá nên là Nhung Hà quay tay caramel nhé cả nhà. Đó, bà ngoại giữ Hana ở phía trước. Đây nè. Đây đang đang làm bún chả giò. Cô ơi, mợ thì đang làm mít, lột mít. Trời ơi, vừa mới vô nhà là nghe mùi mít đã không mít ăn. Đây, ủa cái tay cầm của em đâu rồi? Trọng không? Em tôi chị cũng không cầm. Cầm bằng tay luôn nha. À đây đi vòng vòng quay đồ ăn cho mọi người xem nha. Đây là quay lại nè, nó nè. Chảo tôm mà chị. Chảo tôm. Cuốn mà cuốn nào cuốn lấy bự cho bá lửa luôn kìa. Cắt ra khai vị. Này là bánh tằm em làm nè, bánh tằm bì em làm. Trời ơi, coi nè cả nhà. Giỏi ghê chưa? Làm nước mắm. Đó. Đây xà lát người Mỹ hỏi ăn. Đem mấy hũ chưa muối. Đây. Đây này là miếng xào hay là hủ tiếu xào gì vậy? Hủ tiếu xào, miếng xào gì đây? Đó. Đây chân gà sốt Thái đó. Đây chả giò là cơm chiên nè chị. Đây là đang quay chả giò. Ờ. Đây là chả giò. Chả giò. Ờ. Đây là cơm chiên em chiên. Trời ơi, cuốn giống nhà hàng cuốn chưa? Đẹp dễ sợ không? Cơm chiên em chiên. Úi dồi ôi, quá đẹp. Tại vì luôn. Có người không ăn tôm hải sản nên là chiên trứng. Trời ơi, đây cái này mà chị Trà mà chị mở đồ ra chị bán là khéo lắm nha. Quá chừng đồ đẹp rồi, khéo tay á. Trời ơi, chả giò nào chả nấy đẹp ơi đẹp. Mà cuốn bự vậy lỗ nha. Bự ăn nhớ đã. Bây giờ đi kiếm cái gì để đựng bún với lại đó, rau sống, rau đồ bên đây. Đó. Gì cơ? Quay phay mẹ đâu có phải chủ nhà đâu, hỏi mẹ con đi hỏi chủ nhà chưa? Cha Sophia đang nướng gà teriyaki ngoài kia. À. Bà ngoại thì đang chiên. Ai Sophia? Chiên gì ta? Chiên cánh gà. Chiên chả giò ngoài này. Ờ. Dạ. Trời ơi, nhà chị Tâm rộng quá trời. Giới thiệu chủ nhà. Chủ nhà bên kia kìa. Ai chị Tâm bên kia đó, đó, đó chủ nhà bên đó nè. Ôi, trong này là nhà kho. Rồi giờ cậu với em này thổi giùm đi. I put in wifi for you. Okay. Yeah, give me the phone and then I need your help if you can blow that for me. Nhà chị Tâm rộng hi. Đó đó, chồng của Trang bên đó. Ông trợ xã cũng vào việc cả ha. Phụ nha, đó. Đó là that beautiful kitchen. Ông xã nói là bếp đẹp quá. Người Mỹ họ hay ăn xì nát chứ Mỹ. Ý ở nhà mình cũng có cái khay như vậy nè, bữa hôm được tặng nè. Đó.
cuốn phô mai với lại thịt thịt cuốn khói á cả nhà, cuộn cuộn lại như vậy đó. Đây nó quà ấy Sophia, ấy Sophia. Ờ Sophia bây giờ là 7 tuổi rồi nha, phải không con? Đó Sophia 7 tuổi rồi đó, đây bà ngoại nè. Đó cho em Hana nè, Hana ơi, Hana ơi. Trời ơi đung đưa coi kìa. Trời ơi nằm thư giãn hồ, coi chị Lý tuệ dễ thương quá. Bà ngoại nè, bà ngoại Việt Nam mới qua. Chị Trăng, chị Lubu ngoại hôm nay Nhung Hà đi vòng vòng caramel nha. Caramel phải không? Không phải gọi là sao ta? Đó cũng còn mà trẻ cũng còn sao Khanh ơi? Cũng sao? Chá giò. Đây, nguyên nồi chả giò luôn. Chấm bếp không? Dạ, em ăn lòng gỏi. Lòng gỏi tại vì cái nước sốt này làm từ nhà đó, bây giờ có khách tới rồi ăn được lòng thấy không? Rồi Thái mọi người ơi, mẹ vô mẹ vô. Đây ông xã nè. Đó, nãy giờ phụ gà nướng à. Gà nướng Tajaki nè, honey. Extra over there. Can make really good honey, try it. Right here. Open it up. The chicken and extra can make really good, try one. That's the chicken. I got chicken here. Oh, okay. That is shrimp. No. Cái đấy rồi nè, đây giờ. That's a egg rice. Wow, trên dĩa cũng đủ món cái bò hả? Một bò tê đó. Gà nướng nè, trời ơi nguyên mẹt cái này là quá ngon luôn nha. Mẹt này mà có bún đủ luôn. Dạ có bún này chị, bún. Gà nướng hoặc là chả giò. Trời ơi quá trời đã luôn. Đây anh ao, cái xin anh ao nè. Đây ông xã. Trời té ra đi. Chọn ai kia nướng. Chọn ai kia nướng. Cái nước nó rõ xuống chứ mà giờ tầm ha, tầm bì nè mọi người ơi. Đó. Mình chưa ăn hết. Bỏ vô. Bỏ vô, bỏ vô. Cô đang chiên bánh chiên tôm nè, đó. Đây bánh tầm em Trang tự làm nè, nó giỏi quá. Bánh tầm bì nè. Trời ơi. Giỏi này là quá ngon nha. Wow, đẹp quá. Trang trí quá là xuất sắc luôn. Đây 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 quay. Đây chị Tâm nè, chị. Oh, hôm nay hả? Có nè, gà chiên nè, chả giò tôm nè, rồi bánh này Hoành Thánh chị Nhung làm nè. Bún chả giò nhưng mà mình để chung. Hôm nay là sinh nhật của Sophie cho nên nha dì Tâm gửi lời chúc sinh nhật cho Sophie được nhiều sức khỏe nha con, mọi sự tốt đẹp là một niềm vui cho ba mẹ của con, đặc biệt là nhờ con ba mẹ phát tài. Yeah. Chúc mừng quý khán giả của kênh theo dõi đều đều nha, mai mốt mấy chị em có cơ hội để gặp khán giả trực tiếp luôn nha. Xin chào hai mẹ con đây. Hello. Ông bà cô chú. Dạ ông bà cô chú. Ông bà Anna 3 tháng rưỡi ông bà cô chú ơi. Con 3 tháng rưỡi nha. Nay con đi theo mẹ nè. Trời ơi tóc vàng nha. Con nay tóc vàng nha. Này à, này nói biết lận lận mí miếu à. Ừ, nãy thấy đó. Trời ơi lại mình cưng quá ông bà cô chú ơi, chào ông bà cô chú nha. Ông bà cô chú nha. Lâu quá rồi mới quay lại biết sao, tại bận quá. Nhà lo cho hai chồng, hai đứa con. Mẹ qua bữa giờ còn hơn tháng rồi. Dạ. Mẹ qua hơn tháng này mà không quay. Dạ em. Bên kia bên nào? Bên gần cái chỗ này chị nói. Trời ơi, coi dĩa trái cây cô cắt xuất sắc chưa? Bên
quá đẹp luôn. Trái cây thôi nha, đừng có chụp người nha, người châu trí lắm nha. Để cắt bánh kem để chị Nhung đi về. Hay 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 hay, bỏ nó mà. Ui trời ơi, gớt xuống một bát là xong luôn. Gớt xuống một cái là khỏi luôn, khỏi sinh nhật luôn. À. Để đi con, để đi. Chết rồi, hình như không quên đèn cày rồi. Em đang khóc à. Bà ngoại mẹ Trang bắt ẩm em bé rồi. Hôm nay là Nhung Hà quay cho mẹ Trang nha. Rồi Sophia đó ta. Where is your? Where do you have it? Con lấy ra, con mang đi. Ê, còn cái đồ đậm đặc kẹo nữa. Giờ mình hát được chưa? Khóc quá trời. Có máu tụi thân nè. Hát chưa? Happy birthday to you. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Hưởng thụ ha, sướng chưa? 3, 4, 5, 6, 7 rồi, 7 tuổi mà. Đó,
Nhung có khách nữa nên Nhung mới tranh thủ về sớm. Đúng rồi là bắt tao lại.
chứ không là thôi lại dễ hát karaoke nữa mà khách đợi nên thôi chạy về để ta đợi kỹ chứ không là bắt lại rồi em xuống ở một hai ngày ở mỗi ngày rồi vừa nãy chứ để rồi vừa nãy chứ chứ không thôi là quên bắt nó lại rồi đúng rồi mà hôm nay có khách nữa mà đúng rồi Hey, say something to me. No, I will not take any. Bye bye. Con bỏ vô túi lại đi con. Con bỏ vô túi lại đi con. À, bỏ này vô túi luôn đi. Oh yeah, I highly doubt it. Thơm dễ sợ. Tặng. Thơm. Chưa về.